đừng tua video nhé. Trong video này mình có rất nhiều điều để nói với quý vị anh chị và các bạn về cái cuộc sống hàng ngày cũng như là cái công việc mua bán có rất nhiều thay đổi ạ. Vâng, Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi, ngày 24 tháng 8 năm 2020, và chia sẻ với các bạn từ sớm tới giờ mình đi làm việc với bưu cục tỉnh Gia Lai. Đó, bưu điện mà mình hay chuyển hàng cho các bạn đó. Thì trong cái video này mình gồm hai nội dung chính là báo giá cái con 3B mình bắt ngày hôm qua ở phía sau lưng đây đó, và chia sẻ về cái việc gửi hàng cho các bạn. Và các bạn nhớ theo dõi từng câu từng chữ và theo dõi những gì mình nói trong video này, nó có rất nhiều việc quan trọng để mình chia sẻ với các bạn. Rồi thì ngày mới kính chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, chăn nuôi thuận lợi, thành công trong cuộc sống, và đặc biệt hơn là an toàn trong cái mùa dịch Covid này. Và chia sẻ với các bạn là nay cũng là thứ hai đầu tuần đó, thì ngày hôm qua mình đi xem và mua bò, xem rất là nhiều bò các bạn đó, thì cũng chẳng có kịp làm video, về tới nhà đã 9:30 đêm và chỉ có một cái con 3B phía sau lưng các bạn đây, bò siêu khổ luôn đó, hàng phố riêng siêu khổ đó. Thì bây giờ mình trước mắt là mình báo giá cái con 3B này, và công việc tiếp theo là mình chia sẻ về giá cũng như là cái công việc mà mình gửi hàng cho các bạn. Rất là nhiều việc để chia sẻ trong cái video này, mình sẽ chia sẻ hết và xem kỹ từng câu từng chữ để không hối lại nhé các bạn. Rồi cùng bắt đầu nội dung video với mình. Rồi chia sẻ với các bạn thì con 3B trước màn hình của quý vị anh chị và các bạn đó là mình bắt ngày hôm qua. Đó thì thực tế công khai tại chuồng cũng như là hành trình ngày hôm qua, mình sẽ làm một video chi tiết sale. Còn sáng hôm nay mình vui quá các bạn. Đó thì lên bưu cục tỉnh Gia Lai, bưu điện Việt Nam đó, VNBot, thì mình cũng đã làm việc với bưu điện. Ngày trước tới giờ là mình chia sẻ với các bạn gửi hàng, thì gửi hàng ở ở xa đó các bạn. Thì mình cứ hay nói các bạn là chuyển khoản trước, vì là nếu mà không chuyển khoản trước thì bưu điện họ tính thêm cái phí thu hộ các bạn. Cái phí thu hộ khi mà mình nhờ bưu điện thu hộ tiền bên mình. Nhưng mà sáng nay lên làm việc thì hàng bên mình gửi rất là nhiều, và số lượng đơn hàng ngày từ 5 đơn cho đến vài chục đơn. Đó nên là cái phí thu hộ của bưu điện họ giảm cho mình. Đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn mua hàng bên mình gồm máy băm cỏ đá liếm và hôm cỏ giống, thì bưu điện Gia Lai, bưu cục Gia Lai mình đã yêu cầu họ không tính phí thu hộ. Và kể từ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2020, mình gửi hàng cho các bạn. Ở các bạn chỉ cần gửi thông tin địa chỉ gồm họ tên, địa chỉ nơi ở, đủ dấu, số điện thoại và số hàng cần mua, thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Và khi nào nhận được hàng thì các bạn thanh toán tiền. Đó, đó là cái thông tin quan trọng đầu tiên mà sáng giờ mình làm việc mình báo cho các bạn. Rồi, thì cái đó thì mình nói sơ vào để các bạn hiểu. Còn bây giờ mình sẽ báo giá cái con 3B này. Đó. Thì 3B này chia sẻ với các bạn đã hơn 7 tháng rồi các bạn, gần 8 tháng. Con bò này thì nó gọi là siêu khố luôn. 3B hàng phố riêng, nó đen mung một mèo nhưng mà nó khố lắm các bạn. Đó, giá mình mua thì 22.500.000 và mình bán ra là 23 triệu. 3B thì nó khô quá nên là nó lồi xương các bạn, nó không có mông đùi, nó không có phệ, có bung ra, nhưng mà mình mua giá rẻ đó. 3B phối ring đen mung một mèo, nó chỉ có lan sơ dưới chùm bụng một xíu thôi đó. B này thì ông bố ông liếm thì hiền dạng vô đối luôn đó. Con này thì mình bán 23 triệu đó, được thì bán, không được thì mình chia sẻ với các bạn để mình bỏ, mình đép cho nó phệ ra, nó to ra rồi mình bán. Chứ còn con này thì mình không quan trọng nên việc bán đâu. Còn các bạn nếu mà có quan tâm mua thì mình cũng bán. Đó, đó là cái con 3B ngày hôm qua đi coi rất là nhiều bò. Nhưng con này thì xác rất là to rồi, nó cao tầm 1m15. Đó, xác rất là to, hàng phối riêng. Và chia sẻ với các bạn thực tế tại chuồng thì mình sẽ làm một video hành trình ngày hôm qua. Đó, đó là về báo giá về cái con 3B này. Đó, công việc tiếp theo là mình chia sẻ với các bạn về cái việc mà mình bán. Đó thì ở trên hiện tại bên mình đang phân phối là máy băm cỏ đó, với hai loại, một loại là thùng bằng inox và một loại là thùng bằng tôn mạ kẽm đó. Thì cái thùng bằng inox thì giá 1.900.000, thùng bằng tôn mạ kẽm là giá 1.800.000.
Đó, và chia sẻ với các bạn là động cơ hai cái máy này nó như nhau, 1,5 kW hai ngựa đó. Và tiền ship bưu điện thì tùy xa gần, nó rơi vào từ 2 đến 300 nghìn đó. Điểm xa nhất của Việt Nam mình là 300 nghìn đó. Các tỉnh gần gần như Phú Yên này, Quảng Ngãi hoặc là Gia Lai, Kon Tum rồi thì nó rơi vào tầm 200 nghìn tiền ship đó. Thì chia sẻ như vậy. Còn về đá liếm thì chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn mua nguyên thùng 20 kg đó, mua nguyên thùng 20 kg 4 cục, nó là một cứ một viên như vậy là 4 kg đó, thì mua nguyên thùng thì 550.000 đồng đó. Phí ship thì nó cũng y như vậy các bạn, thì nó rơi vào, nếu mà các bạn ship nhiều thì bưu điện họ tính rẻ xuống, còn ship ít thì bưu điện họ tính giá cao, nó rơi vào tầm còn từ 18 đến 22.000 đồng một ký đó, như vậy. Rồi thì bây giờ mình quay tất cả những đơn hàng cũng như là máy và đá liếm để cho các bạn tham khảo. Còn về cái con 3B siêu ốm khổ này thì giá mình bán là 23 triệu, là không thương lượng, không có bóp nhách và giá bán tại nhà đó, chưa bao gồm phí vận chuyển đó. Thì các bạn cùng theo dõi hết nội dung video với mình để xem đá liếm cũng như là hôm có mình đang vào thùng, và sáng hôm nay là thứ hai mình gửi rất là nhiều đơn đó, nên là mình công việc rất là nhiều các bạn, vừa chốt đơn vừa chớ giao bưu điện, thì chắc là trong buổi sáng này hồi sớm giờ đi làm cái công việc mà với bưu cục đó, để người ta không có tính cái phí thu hộ, để tạo điều kiện tốt nhất để cho những người mua hàng bên mình đó. Có nghĩa là từ trước tới giờ các bạn cứ ngại, thứ nhất là tâm lý người dân mình e ngại chuyển khoản trước thì không biết, máy móc chưa thấy đâu mà bây giờ chuyển khoản trước thì cũng ngại. Rồi có một trường hợp là anh ở ngoài Bắc Giang, thì chia sẻ với các bạn, anh ra ngoài ATM anh chuyển khoản đó, nhưng mà không biết sao, không biết lần quần ra ngoài ATM chuyển khoản không được quật về. Trong lúc đó anh uống được vài cốc bia đó, thì quật về mấy chú công an hít cho một phát đó, mất 4 triệu. Là sáng hôm nay đặt máy bên mình, thành ra cái máy có 2 triệu mấy, mà thành ra anh mua cái máy tới 6 triệu mấy các bạn. Đó, nên là bất tiện trong cái việc chuyển khoản trước đó, thì sau mình cũng cố gắng tạo điều kiện hết cỡ để cho những người mua hôm có cũng như đá liếm và máy bơm cỏ bên mình đó, cứ hàng về là thanh toán tiền. Các bạn cứ công việc là nhắn tin gồm họ tên, địa chỉ, nơi ở, đủ dấu giúp mình, vì là có một số tỉnh như Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk là cái tên địa phương là nó rất là khó đẹp, nên là các bạn viết đúng chính tả để người ta bưu điện người ta gửi về tới nhà. Ví dụ như là như Gia Lai, Bình Định, Gia Lai á, với Kon Tum với Đắk Lắk là có những cái tiếng giống như là nó không phải là dễ đẹp đó, như Đắk La, Đắk Minh rồi Công Bà La, rồi nói chung là nhiều nhiều cái tên nó khó đẹp lắm. Nên là các bạn cứ ở đâu thì các bạn nhắn tin đúng địa chỉ đó đó là mình gửi hàng về tới nhà đó. Các bạn cứ nhắn tin họ tên, địa chỉ, nơi ở, đủ dấu, số điện thoại và số hàng cần mua cũng như là số lượng. Có nghĩa là các bạn muốn mua nem trem có vôi xanh Thái Lan thì các bạn ghi là họ tên Nguyễn Văn A ở ấp, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh, chi tiết nhất, nếu mà có số nhà, số đường thì càng tốt đó. Rồi số điện thoại để liên hệ khi hàng về tới nhà, cũng như là số lượng hôm các bạn mua và giống có hoặc là máy. Ví dụ như máy thì các bạn mua inox thì các bạn nhắn inox, lấy thêm dao thì nhắn thêm dao, cứ vậy nhắn chi tiết như vậy là mình sẽ phản hồi lại là gọi trực tiếp cho các bạn. Các bạn chỉ cần nhắn tin qua cho mình thôi, có số điện thoại và đúng như vậy thì mình sẽ phản hồi lại. Nếu đúng mình xác nhận đơn hàng đúng thì mình sẽ lên đơn và gửi hàng về tới nhà, các bạn thanh toán tiền, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2020, không tính phí thu hộ, và số tiền mình sẽ báo chi tiết khi mà mình phản hồi lại với các bạn đó, như vậy. Rồi giờ các bạn cùng theo chân mình ra xem đóng hàng có cũng như là đá liếm cũng như là máy bơm có chi tiết thực tế một lần nữa. Rồi thì chia sẻ với các bạn về đá liếm và máy bơm có trước. Thì đá liếm thì ngày hôm nay tổng quan là mình gửi về cho các bạn là 11 thùng đó, cho 11 người đó. Thì đây mình có demo vào trong đây để cho mình quay các bạn xem cho nó dễ. Đây thì hiện tại mình đang phân phối đá liếm Rocket đó.
Đại Liêm này. Thì đây các bạn, người ta có ghi rõ ràng là các bạn, mình để không quay chi tiết các bạn đẹp đó, thì thành phần hoạt chất và hàm lượng nói chung đa liếm á là để bổ sung khoáng, thức ăn bổ sung, dùng để bổ sung khoáng cho gia súc đó. Thì những cái con bò mà nó hay ăn đất, nó hay liếm nước tiểu của con khác, nó hay cạp coi cạp gỗ đó thì nó ăn, và con bò nó ít mượt lông đó, thì mình bổ sung khoáng, có nghĩa là những là con bò mà nó nhốt chuồng á, mình nuôi theo phương pháp nhốt chuồng, nó không có khoáng bên ngoài đó, thì nó đang thiếu khoáng, thì các bạn bổ sung khoáng thì nó sẽ tiêu hóa tốt thức ăn hơn, mượt lông hơn và tốc độ phát triển nó sẽ nhanh hơn đó. Thì khoáng thì gồm vitamin ấy nhầm khoáng thì gồm là muối khoáng nè, rồi canxi nè, sắt, rồi kẽm đồng, mỗi thứ nó một ít thôi, nó không có nhiều, cái này nó không có cần nhiều, nhưng mà bổ sung qua đường liếm là con bò nó thiếu bao nhiêu nó liếm bao nhiêu, nó tự do hơn. Hoặc là các bạn có thể bổ sung qua đường cho uống hoặc là cho ăn bằng bột khoáng chất Remix đó. Thì bột khoáng chất Remix thì nó gói bột đó, các bạn cho uống hoặc là cho ăn, nhưng mà nó mình không canh chỉnh được liều lượng vì cái khoáng này nó không có cần nhiều các bạn, và nên bổ sung bằng khoáng chất bằng đá liếm này ạ. Thì con bò nó thiếu bao nhiêu thì nó liếm bao nhiêu đó, nó như vậy. Thì nguyên một thùng như thế này đây các bạn, trọng lượng tịnh này là 20 kg trên một thùng, có nghĩa là nó là 4 viên, trong này là 4 viên và 5 viên 1 kg đó. Thì người ta đóng thùng hết, mình hay gửi thùng như vậy. Nguyên thùng như thế này là 550.000, tiền ship thì các bạn chịu đó, cứ nguyên thùng như vậy. Còn về mấy bơm có thì mấy bơm có thì hết sức đơn giản đó. Mấy bơm có bên mình thì phân phối hàng inox này là nhanh hơn hàng sắt, hàng tôn mã kẽm thì nó rẻ hơn 100.000 đó. Nhưng mà cái miếng này tấm này nhé, tấm này đó, và cái hẹn bêm đây là nó làm bằng tôn mạ kẽm, không phải là bằng inox. Còn cái này thì người ta làm bằng inox, và tất nhiên trong cái thời gian bêm thì trong có thì nó có nước, và nước và axit thì nó tạo ra cái độ reset cái vùng đây, vùng hẹn bêm đây và cái nếp trước đây. Nó nên là cái inox tuy nó mỏng hơn, nó mỏng manh hơn là cái tôn mạ kẽm các bạn, nhưng mà nó không xét, nên là thành ra là nó bền hơn, nó hơn tôn mạ kẽm 100.000. Nó mình quay tổng quan về cái chiếc máy thiết kế hết sức đơn giản, gắn dao trực tiếp vào trong động cơ đây, và mình quay cái khối động cơ cho các bạn xem luôn. Động cơ này là động cơ mới 100% của Toàn Phát đây, 100% giờ đồng đó, các bạn xem như vậy. Động cơ này là 1,5 kW hai ngựa. Các bạn nôm na hiểu như thế này, một ngựa là 750 W, có nghĩa là các bạn hay còn gọi là 7,5 lạng đó, là công suất đầu ra của nó là một ngựa 1,1 kW, có nghĩa là 1,100 W đó, thì nó là một ngựa rưỡi. Và 1,500 W có nghĩa là 1,5 kW, các bạn còn hay gọi là motor 1,5 kg đó, là nó là hai ngựa. Hoặc là lớn hơn xíu nữa là motor 2,2 kg, có nghĩa là 3 ngựa đó. Mình giải thích cái công suất cũng như là cái ngựa của nó để cho các bạn hiểu, chứ không phải là 1,5 kg là 1,5 ngựa đó, 1,1 kg mới là 1,5 ngựa, còn 1,5 kg là 2 ngựa đó. Thì cái V này người ta làm mình V mã kẽm đó, dày 1,2 ly rồi. Cái V này là làm dày 1,2 ly đó, hàng cái khung này là bình V mạ kẽm nhé các bạn, chứ không phải là nó làm bằng inox hết đó. Nhưng mạ kẽm thì nó trép sơn ra nó trắng như thế này này, và mạ kẽm thì cái hàng khung này thì 1,2 ly là khá chắc chắn, nó không có reset và nó cũng không có gãy mục theo thời gian đâu. Mình xài đến tháng 8 này nữa là nem rồi, mình thấy khá là ok. Dao ngày xưa làm rất mỏng manh, nhưng dao bây giờ làm rất là dày này đó, độ dày nó như vậy, dao rất là dày và sắc bén. Cái chiều dài con dao này để mình kéo cái thước mình đo cho các bạn xem, nó hình như là 44 phân hay sao á, để mình kéo mình đo cho các bạn xem. Cái hộp thước đo người ta mượn nó mất rồi các bạn đó, nhưng mà chiều dài của nó mình đo thử là 44 cm đó. Thì đó là về tổng quan cái máy đó, thì nó cái thiết kế rất là đơn giản các bạn, chỉ có con dao gắn trực tiếp vào trục của động cơ. Và chia sẻ với các bạn hỏi bơm chuối có được không? Thì coi chuối là cái coi nó có sơ các bạn.
Thì thông thường người ta băm chuối thì người ta sẽ dán tua động cơ và tạo cái tua động cơ từ 2009 hoặc là tua chậm hơn 1004, nó mạnh lên, có nghĩa là truyền động qua dây cua ro, qua bu ly, từ bu ly nhỏ kéo qua cái bu ly lớn để nó tạo cái lực băm mạnh hơn thì băm chuối nó mới hiệu quả. Còn cái này băm vẫn được, nhưng mà cái coi nhỏ hoặc là các bạn mua về các bạn tẹt tét cái bị chuối ra các bạn băm thì nó vẫn nhanh hơn băm ti, nhưng mà nó không hiệu quả bằng là các bạn mua cái máy lớn. Còn cái máy này chuyên là băm rêu, băm bèo, băm thân cò voi, băm đọt mía và băm thân cây ngô là rất là hiệu quả vì tốc độ vòng tua nó rất là nhanh. Các bạn không có nôn nóng gì mà cho anh vào nó bẹp cái họng này các bạn. Ví dụ như cho anh bẹp cái họng này thì các bạn bơm một lần thì các bạn cho làm hai lần bơm nó sẽ nhanh hơn các bạn đưa vô một lần. Vì nó chạy trực tiếp, nó truyền động trực tiếp nên là nó cái lực bơm của nó rất là nhanh. Nó cái số vòng tua nó bơm rất là nhanh nhưng mà cái lực máy nó không có mạnh bằng là truyền động qua dây cua. Nên các bạn thay vì cho anh một họng bẹp như thế này, các bạn cho anh hai lần nó sẽ nhanh hơn. Và chia sẻ thêm một việc thì đây các bạn, cái khe hở này, khe hở giữa cái mép này với con dao chính là cái sản phẩm khi mình bên xem ra nó dày, nó ngắn ngắn, và nên là ở chỗ này rồi nó có cái con ốc người ta làm cái đồ rơ này các bạn, đó nó có khe từ chỗ này ra chỗ này đó, nên là các bạn có thể canh được cái độ nhỏ lớn của sản phẩm mình bên đó, nên là các bạn mua về. Đó, một số người nhận được máy nói chung là phản hồi rất là tốt về cái máy này. Từ trước tới giờ mình giao thì cũng gần cả nghìn máy rồi các bạn, nhưng mà chưa có phản hồi nào mà không tốt về cái máy này. Đó, có một anh thì ngày hôm qua anh nhận máy từ chiều hôm qua. Đó, sáng nay chạy cỏ vào bơm thử. Đó, bơm thử xong rồi mới điện, ô máy chạy rất là ngọt. Em anh cảm ơn, nói chung là mình thì phản hồi khách hàng như vậy là mình khá là vui đó. Và thực tế sử dụng của bản thân mình cũng có rất là nhiều cái video test máy rồi đó, nên là các bạn có thể xem lại ở cái đường link mô tả mình để dưới video, ở phần mô tả video đó các bạn xem cái video mình giao cái máy xách chứ không phải là máy inox này, mình test cho các bạn xem luôn động cơ như máy này đó, máy xách mình về mình giao mình test bem rất là nhanh, rất là mạnh và rất là hiệu quả, giá thành đầu tư cực kỳ thấp đó, giá 1,9 triệu cả ship cả đồ về, xa nhất của Việt Nam 2,2 triệu một cái máy như thế này. Các bạn sử dụng cho đàn bò khoảng 10 đến 15 con bem vô tư đó. Rồi nói chung là về máy và về đá là như vậy. Bây giờ mình qua cỏ mình quay cho các bạn xem cái hành trình đếm cỏ của mình. Rồi về cỏ thì như thế này các bạn đó, thì mình cứ chạy, mình nói thì tiếng là 2 mét, nhưng mà nếu mà những cái coi nào mà nó nhạt mét như thế này thì mình vẫn chạy cho ba mét cho các bạn. Cứ đúng một hôm như thế này mình tính 500 đồng đó, nếu mà hôm mà nó thưa mét á, thì nó chỗ này nó 2 mét, còn nếu mà hôm mà nó dày mét thì cho các bạn sẽ được 3 mét ba mầm ngủ như thế này, 500 đồng một hôm, và chạy như thế này xếp thùng và đóng gỡ đơn cho các bạn đó, thì các bạn nhận hàng thì thanh toán tiền vậy thôi. Rồi đó là số lượng hàng mà mình đóng ngày hôm qua tới giờ, vẫn chưa xem các bạn còn mấy chục đơn nữa để mình cố gắng đóng trong ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, mình gửi hết cho tất cả các bạn đó. Thì cứ rồi nói chung là gửi giao hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền đó, như vậy cứ muốn mua thì cứ ghi họ tên, thông tin địa chỉ, họ tên nơi, địa chỉ nơi ở đủ dấu, họ tên, số lượng hôm, và gửi trực tiếp qua tin nhắn giúp mình. Mình gọi mình phản hồi lại thì mình sẽ báo chi tiết cho các bạn đó, và gửi hàng vậy thôi. Nói chung là rất là nhiều, gỡ rất là nhiều các bạn đó. Hôm mình thì như thế này rất là đó, coi rất là to. Dòng này là vôi xanh Thái Lan không lông này các bạn đó, hàng này là hàng không lông. Các bạn với mục tiêu là phục vụ khách hàng tốt nhất, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn mua hôm có cũng như mấy bên có và đã liếm bên mình, thì hồi sáng giờ mình làm việc với bưu cục họ đồng ý thì rất là vui các bạn. Nên từ nay trở đi các bạn muốn mua hôm có đá liếm hoặc máy bơm có bên mình thì các bạn cứ nhắn họ tên, địa chỉ nơi ở đủ dấu, số điện thoại, số hàng cần mua, cái loại hàng cần mua và số lượng qua tin nhắn giúp mình gọi mình phản hồi lại vào lúc mình rảnh, và mình sẽ lên đơn gửi cho các bạn.
nhận được hàng các bạn thanh toán tiền đó, nhận được hàng kiểm tra hàng các bạn thanh toán tiền, nó như vậy rồi rất là vui. Còn phía sale rồi giá 23 triệu đó, ai quan tâm thì liên hệ, cao 1m15, rất là cao, rất là to. Còn nếu mà không quan tâm thì bò này mình để mình nuôi các bạn, rất là hiền dạng đó. Bò nó già tháng rồi, thứ nhất là nó già tháng rồi, thứ hai là nó bò siêu khổ luôn, nên là bò này mình để mình đép thêm một thời gian nữa nó bung đùi ra xong rồi là mình bán đó. Chứ còn bò này thì mình không suy nghĩ các bạn, bò nào thì cũng được, mình thì nói chung là mua bán sát giá đó. Con này thì đây các bạn nhìn rất là to dạng lắm các bạn, hiền dạng. Mình khói nhất là những cái con bò nó hiền nó dạng, bây giờ mình làm bản diễn đây các bạn, hiền dạng. Ăn uống thì thôi, bò này siêu khổ nó ăn uống, bò phối nó là màu lông nó đen mung một màu, nó đen lắm các bạn, chỉ có bông dưới bụng một xíu thôi, bông dưới cái bụng nó một chút xíu thôi, không có bông chỗ nào nữa hết. Trên trán còn lỗ hơn chút đó. Thì tất cả nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của mình đó. Điện thoại thì lúc nào cũng kêu hết các bạn đó. Thì ai quan tâm đến vấn đề gì thì gọi trực tiếp số điện thoại của mình hiển thị bên góc phải màn hình đó. Thì mới vừa 15 mình cũng bắt máy, và số điện thoại của mình là số duy nhất một số để mình liên lạc trực tiếp với các bạn. Muốn biết thêm thông tin chi tiết về thứ gì đó thì các bạn liên hệ. Bưu điện thì ok rồi, nhưng còn mình vận chuyển về bò thì chia sẻ với các bạn, bưu điện họ không nhận vận chuyển bò, nên là bò mình chỉ có giao dịch được trong khu vực Gia Lai, Bình Định, Kon Tum, Đầu Phú Yên, Đầu Quảng Ngãi và Đầu Đắk Lắk là những địa phương mình đi mua bán được. Còn những cái địa phương khác xa hơn thì các bạn cứ càng xa thì càng nhiều bò lên thì mình mới đi được. Chứ ví dụ một hai con mà chứa vào tất các tỉnh miền Nam thì mình nghĩ là không hiệu quả, kinh tế nó không có. Vì là vận chuyển bò xa, chi phí vận chuyển rất là cao. Các bạn đi vận chuyển rồi các bạn sẽ biết. Những người ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh thì họ vào đây, họ mua với số lượng 4-50 con, họ đi xe 4 chân 2 tầng. Đó, thì họ mới đi được. Còn mình thì vận chuyển cho các bạn thì ở xa xa hơn nữa thì 4-5 con, xa hơn nữa thì phải đủ chuyến xe 10 con mình mới đi được. Đó, thì cũng cố gắng tạo điều kiện cho các bạn mua bò hết cỡ, chứ không phải là không tạo điều kiện. Thì các bạn biết rồi, hôm nay mình cũng không chia sẻ, thì trong video này mình cũng chia sẻ luôn đó, cố gắng tạo điều kiện hết cỡ các bạn. Rồi, phía sau lưng mình đó là trước xe mình mua cách này cũng cái bữa mình đi vào Bình Dương á, mình chia sẻ trong video đó, thì đến nay cũng đã gần một tháng rồi các bạn, nhưng mà giấy tờ vẫn chưa xem. Thì hồ sơ gốc mình mới rút về bữa thứ bảy. Hồ sơ gốc thì mình mới rút về bữa thứ bảy. Thì bữa nay thứ hai thì mình mới ra làm, và hai ngày nữa thì cái chiếc xe này mới có biển số. Và chiếc xe này thì Cubo FC sẽ cầm tài và nó sẽ phụ mình trong cái công việc vận chuyển bò cho các bạn. Có nghĩa là ngày xưa mình một xe mình không có thể đi xa quá 300 cây một ngày, nhưng hai xe thì mình tạo điều kiện hết cỡ để mình đưa những con bò đến nhà các bạn, đến tận nơi các bạn để chăn nuôi đó, với giá thành ưu đãi nhất. Khi xe nhà của mình thì tiền chi phí đường xá là tiền dầu đó, không lái tháng như xe mướn đâu các bạn, nên là mình cũng cố gắng hết sức. Và bắt đầu từ tuần sau á, tuần này là thứ hai rồi, tuần sau thì xe này sẽ hoạt động và mình sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn mua bò bên mình, và mình cũng cố gắng nhất để đi xem và mua bò đó. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần, nội dung video của mình chia sẻ hết đến đây là hết đó. Thì các bạn nếu mà từ sớm tới giờ xem video không tua thì sẽ biết được cuộc sống của mình và biết được cái dự định của mình làm như thế nào, và cái công việc hồi sớm giờ mình chia sẻ nó ra sao đó. Kính chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn có một tuần làm việc thật là tràn đầy năng lượng, thật nhiều sức khỏe, thật may mắn và thật thành công trong cuộc sống. Bye ạ.